Trân Châu hay là Lệ Châu? Wow, đẹp quá đi. Chị à, chẳng phải chị muốn mua một sợi dây chuyền sao? Chúng ta đi qua đó xem thử đi. Sợi dây chuyền đó chị có thích không? Được rồi, chúng ta đi xem thử. Chị, mẹ, xem thử sợi dây chuyền trân châu này có đẹp không? Đúng đó chị, chị mau qua đây xem thử đi. Sợi dây chuyền trân châu này thật sự là rất đẹp, chị mà đeo lên chắc chắn là đẹp vô cùng. Hai chị tiểu thư này thật là có đôi mắt tinh tường. Trân châu tượng trưng cho sự giàu có và địa vị. Đeo sợi dây chuyền trân châu này chẳng những đẹp mà còn có thể biểu lộ thân phận nữa đó. Chị ơi, mau qua đây xem đi. Không cần đâu, chị không có ý định mua sợi dây chuyền đó. Vì tiểu thư này, nếu mà chị đeo sợi dây chuyền này thì rất là hợp. Nói về trân châu còn là một truyền thuyết rất là đẹp. Tương truyền rằng trân châu là giọt nước mắt của nàng tiên cá, chỉ có người đẹp lương thiện mới có tư cách để đeo nó mà thôi. Thì ra trân châu còn có truyền thuyết như vậy sao? Chị à, chị lương thiện như vậy đeo sợi dây chuyền trân châu này nhất định là rất hợp. Nè, chị đừng có ngại, đeo lên thử xem nó như thế nào mà. Không cần đâu, tôi không đeo sợi dây chuyền này đâu. Tại sao vậy chị? Đúng đó, tại sao chị lại không đeo? Nó rất là đẹp. Vì sao mà chị lại không thích nó chứ? Nói về thần thoại trân châu, truyền thuyết của nó thật sự ẩn chứa đằng sau một sự thật rất thống khổ. Nếu chị lý giải sự thật đằng sau viên trân châu này rất khó nói, vì nó tượng trưng cho sự giàu có và địa vị. Còn đối với người yêu quý sanh mạng mà nói, thì nó còn đại diện cho sự đau khổ nữa. Tại sao chị lại nói như vậy? Đúng đó, sự việc là như thế nào vậy? Trân châu, nó không phải là giọt nước mắt của nàng tiên cá, mà là nước mắt của con hào chịu khổ dưới đáy biển sâu. Trân châu không phải là một bộ phận vốn có bên trong của con hào, mà nó phản ứng do tạp chất bên ngoài xâm nhập vào. Khi cái vỏ sò của con hào bị dở, hạt cát vô tình lọt vào bên trong, thì con hào sẽ xuất hiện phản ứng, cũng giống như dị vật lọt vào trong mắt của con người. Chúng ta sẽ thấy rất khó chịu cho đến khi dị vật được lấy ra ngoài. Nhưng đại đa số tình huống của con hào, dị vật này tuyệt đối không thể lấy ra ngoài được. Để giảm nhẹ sự ma sát đau khổ mà dị vật mang đến, nó sẽ tiết ra lớp vỏ ngọc trai để bao lấy dị vật. Mấy năm sau, từng lớp vỏ dị vật bao bên trong vỏ ngọc trai bị kích thích nên hình thành viên trân châu này. Như vậy, có thể khiến nó giảm bớt đi sự đau đớn do dị vật bị kích thích, cho nên con hào tạo ra viên trân châu chính là bằng cách này. Wow, đẹp quá. Viên trân châu này màu sắc thật là đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình tự nhiên, trân châu tự nhiên mà hình thành là rất khó có thể tìm được. Nhưng mọi người vì tham lam chạy theo giá trị đồng tiền, nên con người phát minh ra phương thức thu hoạch trân châu càng nhiều hơn nữa. Quá trình khổ nạn của con hào cũng từ đó mà bắt đầu. Lão Quynh à, các Quynh khi những con hào này muốn làm cái gì vậy? Thì đem đi chế tạo trân châu. Hả? Chế tạo trân châu? Trân châu thì làm sao mà chế tạo? Kỳ thực thì nó cũng rất đơn giản. Đầu tiên, dùng vỏ con trai nước ngọt làm thành viên trân châu tự. Loại trân châu này gọi là hạt mầm châu. Nó thay thế dị vật được bỏ vào bên trong thân của con hào. Sau đó, cắt một miếng vuông mềm nhỏ từ trên thân con hào và đặt hạt mầm châu bên cạnh. Con người dùng cách này để bỏ dị vật vào bên trong thân của con hào. Sau đó, nỗi thống khổ mà những con hào phải chịu đựng, nghĩ đến thôi thì cũng đủ biết rồi. Nhưng nỗi đau tiếp theo mà nó phải chịu đựng là nỗi thống khổ trong nhiều năm. Nhiều năm sau, wow, viên trân châu của con hào này to quá, giá nhất định là rất cao. Nhưng nhiều lần như thế khiến con hào không thể sản sinh ra những viên trân châu giống nhau như trước nữa. Vì thế nên nó vẫn sẽ phải mất đi tánh mạng. Thì thật tiếc quá, con hào này chẳng có gì cả. Đã có ba
bao nhiêu con hào phải chịu đựng sự thống khổ trong nhiều năm để sản sinh ra số lượng trân châu làm thành sợi dây chuyền này. Để thu được trân châu, những con hào đó phải mất đi cả tính mạng của mình. Em nói xem, chúng ta có thể nhẫn tâm để đeo loại trang sức này hay không chứ? Trời ơi, em từ trước đến giờ thật sự chưa từng nghĩ qua đằng sau viên trân châu ẩn giấu một thực trạng bi thảm đến như vậy. Vậy xem ra viên trân châu này không phải là nước mắt của nàng tiên cá rồi, mà là nước mắt chịu đau khổ của con hào. Thật không ngờ, em thật sự không ngờ. Thường ngày, mắt của chúng ta bị cát bay vào thôi thì cũng đã khó chịu như thế nào rồi. Nghĩ đến những con hào đó, rốt cuộc làm thế nào để có thể chịu đựng được những dị vật nằm bên trong cơ thể của mình trong nhiều năm. Nỗi đau này thật sự làm cho người khác khó mà tưởng tượng. Hy vọng, khi mọi người đeo trang sức trân châu, hãy luôn nghĩ rằng để có những món trang sức đẹp như vậy đã khiến cho hàng ngàn, hàng vạn con hào phải chịu nỗi thống khổ mổ bụng. Trân châu tượng trưng cho tài phú và địa vị. Nó không chỉ đại diện cho lòng tham của con người mà còn là sự thống khổ của con hào. Xin hãy phát huy sự đồng cảm của các bạn, đừng vì dục vọng của bản thân mà làm tổn hại sinh mạng của kẻ khác. Namo Amida Phật.